Hai ngày nữa, trận đấu đầu tiên của câu lạc bộ Hà Nội tại sân chơi cao nhất cấp câu lạc bộ của bóng đá châu Á sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho trận đấu này của ban tổ chức và ban quản lý sân Mỹ Đình đang được thực hiện. Các biển quảng cáo theo đúng quy định của AFC đã được tập kết đến sân vận động, sẵn sàng vào vị trí. Điều khán giả Việt Nam quan tâm nhất chính là mặt cỏ cũng đã có những chuyển biến rõ rệt và rất tích cực. Đội ngũ chăm sóc mặt sân liên tục chăm bón, cắt tỉa cho mặt cỏ. Đặc biệt, hôm nay mặt cỏ đã được cắt tạo sọc đậm nhạt, có thể nhìn thấy rõ ràng từ khán đài sân vận động quốc gia. Tại AFC Champions League 2023-2024, câu lạc bộ Hà Nội nằm tại bảng G cùng các câu lạc bộ Pohang Steelers, Vũ Hán Tam Thị và đương kim vô địch Urawa Red Diamond. Đại diện của bóng đá thủ đô sẽ tiếp đội bóng đến từ Hàn Quốc, Pohang Steelers ở trận ra quân lúc 19 giờ ngày 20 tháng 9 tới.